Hay, hay lắm. Dạ, chúng cháu có nhà cháu ạ. Ở lão có lời chào đương quan họ. Vẫn còn sớm, đương quan họ hãy ca tiếp đôi ba câu cho vui dân vui hội. Dạ, xin giới thiệu với đương quan họ liền anh, đương quan họ liền chị, cụ truyền thống là người trông coi chùa Lim đấy ạ. Dạ, thưa cụ, chúng cháu đang muốn tìm hiểu sự tích về Hồi Lim. Cụ kể cho chúng cháu nghe có được không ạ? Thôi anh hai ơi, sắp đến giờ khai hội rồi, cứ câu giang giảng sớm mãi, làm gì có sự tích Hồi Lim mà kể. Có sự tích Hồi Lim thì sao lại không? Dạ, có sự tích Hồi Lim có phải không cụ? Mọi sự vận hiện tượng đều có nguồn gốc. Đương quan họ muốn nghe sự tích Hồi Lim. Được, lão sẽ kể. Cô kể đi ạ. À, cô kể đi ạ. Đưa hội chùa Lim được tổ chức 3 năm một lần, dân chuyển thành hội Hàn Tống Nội Duệ vào tháng 8. Sau nhờ quận công Nguyễn Đình Diễn ở Đình Cả đầu tư chuyển hội Hàn Tống sang tháng Giêng. Ngày đó bà Mụ Á, người xã Nội Duệ Nam, mua nửa núi Lim mở mang chùa Hồng Ân, tức chùa Lim. Công của các vị quận công và đức bà không nhỏ đâu các cháu ạ. Dạ. Giờ xin mời đông hội cùng đương quan họ hãy hướng tâm về đức quận công. Dạ thưa cụ, ơn đức quận công đã khai mở Hồi Lim để đời đời quan họ vui câu hát hội. Chúng cháu xin được ca câu Lời Vàng Hẹn Với Quê Hương ạ. Phải lắm, đương quan họ hãy ca lên. Họ không chỉ câu ca làm say đắm lòng người mà còn nói lên cái nghĩa cái tình của người quan họ, có sau có trước, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn. Dạ thưa cụ, cháu hỏi khí không phải, tại sao lại gọi là Hồi Lim mà cụ? Dạ, tại sao lại gọi là Hồi Lim mà cụ? Câu hỏi rất hay, rất đáng khen. Tại sao gọi là Hồi Lim? Hồi Lim, đương quan họ hãy lại đây. Cuốn sách Lễ Hội Tiên Du do Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du xuất bản năm 2000 đã ghi: giữa vùng đồng bằng châu thổ, núi Lim đột khởi. Xưa là rừng Lim bao phủ, từ đó núi Lim, đồi Lim cũng gọi từ đó, và trở thành trung tâm lễ hội Tống Nội Duệ, mọi người vẫn quen gọi là Hồi Lim. Nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du tổ chức lễ hội vào dịp 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Dạ, chúng cháu còn có